đến quý vị lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa tất cả quý vị, chúng tôi đã tìm hiểu thị hiếu của người tiêu dùng và chúng tôi biết rằng trong cuộc sống ngày nay thì mọi người đang quan tâm đến vấn đề sức khỏe nhiều hơn, cho nên những sản phẩm ngày càng ưu tiên hướng đến về thiên nhiên hơn, đúng không ạ? Và cũng chính vì lý do đó mà Congas sẽ được giới thiệu đến quý vị những dòng sản phẩm gồm có Congas thiên nhiên chăm sóc núm, gừng cầm phố chiết xuất từ tinh dầu tràm trà và nha lam. Kế đến là dòng sản phẩm Congas thiên nhiên trắng tinh khôi nguyên quay chiết xuất từ tảo biển và muối tinh khiết. Và một dòng sản phẩm nữa mà chúng tôi muốn giới thiệu đó chính là Congas thiên nhiên hợp máy thuần khiết Full Fresh được chiết xuất từ tinh dầu chanh Mỹ và nha lam. Và mọi người có thể thấy là trong khu vực trải nghiệm ngày hôm nay có rất là nhiều khu vực trải nghiệm để mọi người trải nghiệm được những dòng sản phẩm. Nếu như nhắc đến Congas thiên nhiên chăm sóc núm gừng cầm phốt chiết xuất từ tinh dầu tràm trà và nha lam. Tinh dầu tràm trà thì nếu như những người nào mà hay sử dụng những dòng mỹ phẩm cao cấp thì đã biết được ích lợi của tinh dầu tràm trà như thế nào về tính sát khuẩn cũng như là về tính thư giãn. Và về Congas thiên nhiên trắng tinh khôi được chiết xuất từ muối tinh khiết thì muối có tác dụng vừa làm trắng răng vừa diệt khuẩn, đúng không ạ? Congas thiên nhiên hợp máy thuần khiết Full Fresh được chiết xuất từ tinh dầu chanh Mỹ và nha lam. Và mọi người biết là chanh đã có một hàm lượng vitamin C và rất là nhiều khoáng chất, còn với tinh dầu thì đã chiết xuất từ những các chất tốt nhất để tạo nên trong tiết Congas thiên nhiên như thế này. Tất cả những tiết Congas này được chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên cho nên rất là tốt cho sức khỏe của người tiêu dùng. Và đến tham dự chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời tất cả quý vị sẽ cùng hướng mắt lên khu vực sân khấu để chào đón tận clip ngay sau đây.
tràng pháo tay thật lớn cho vũ đoàn number one. 4, 3, 2, 1, xin mời. Kính thưa quý vị, và ngày hôm nay chúng ta xin được giới thiệu đến quý vị dòng sản phẩm con gió thiên nhiên với những tính năng, những thành phần hoàn toàn từ thiên nhiên đã được tích hợp trong con gió. Audio Jungle.